mấy cái đại lực sư ăn tiền của mấy cái con đó bắt đầu đưa ra những cái trò này trò nọ, dân chúng biến hết rồi, hết rồi, dân chúng biết hết rồi, không biết hay sao. Ừ, ở cả nước đó, có ai yêu cô Hằng bằng dân không? Lấy cái đó để dân về dân á. Sợ lấy gì cho? Ở đây nó sợ rồi mà. Không sợ đâu, làm dữ vậy từ đầu đường đến cuối đường, xung quanh đường. Kìa, nó quay kìa. Ơ, anh hấp vô Phương Hằng. Quay đây nè, anh quay đây nè. Anh đi TV. Anh ơi, quay đây nè anh. Anh hấp vô Phương Hằng. Không dám quay đây. Không dám quay đây. Chị ông này không dám quay đây nè. Má không biết. Má không biết. Anh hấp vô Phương Hằng. Nhớ còn bảo nha. Đúng rồi. Đi ôm như Phương Hằng bán rồi nha.
tại tòa nhưng mà không có màng đâu. Giữ bình tĩnh đi qua. Cái mặt ta đang nóng hổ quạo anh. Bà cảnh vui của chị mà vui vẻ lên. Bữa nay cần ngày mai khổ. Mọi người đến tại chỗ với xe chia xe là của xe của chú Lộc mà sợ sao bắt tôi không được. Lúc em đào qua lắm anh em xong đi. Mọi người đến đây đâu có giống kìa. Em chủ lại là bánh luôn á. Không dám yêu mọi người, ủng hộ mọi người nó khó gì lắm sao ta. Trời ơi à. Anh kẹo người dân ủng hộ một người nó khó dữ vậy hả? Chào 200 người đang xem nhá. Chị Nguyễn Phương Hằng Mai Đỉnh nhá. 700 à? Em giờ anh mạnh nào mạnh vậy? Em đang quay video không quay thôi đó, em không làm được luôn. Đi yêu cầu tòa án bắt bằng những kẻ lỗi những người dân theo dõi phiên tòa. Chị Hằng một mình chấp hết, một mình ta chấp hết luôn. Chị Hằng Nguyễn Phương Hằng một mình giao thông chấp hết công ty một mình tao. Công ty một mình tao tên mang tên chị Hằng Nguyễn Phương Hằng. Chị Hằng Nguyễn Phương Hằng Mai Đình. Anh ơi! Anh cầm gậy anh đeo đi. Này chưa mình đeo gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
coi lại. Đứng lên đây con. Bắt cảm ơn người dân yêu nước khổ của sao bác ơi.